Bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh có rất nhiều màu sắc đan xen lại với nhau, màu đỏ, màu trắng, màu tím, màu hồng đan xen lại với nhau, cả lá và hoa đều rất là thơm đấy chị nhé. Trên tay em đây là những chậu hoa tùng tuyết mai, nó là một cái dòng cây thân gỗ bụi, những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao nó khoảng tầm 1,5 m tới 2 m tùy theo chế độ chăm sóc và cắt tỉa của anh chị. Cây hoa tùng tuyết mai này cũng có tuổi thọ rất là cao và nó rất là sai hoa, một cây nó cao khoảng tầm 40-50 phân thôi đã cho tới khoảng tầm vài trăm bông hoa rồi chị nhé, hoa rất là nhiều. Và đặc biệt của cái giống hoa tùng tuyết mai này, mùa hoa nở sẽ kéo dài khoảng từ tháng 10, tháng 11 tới khoảng tầm tháng 3, tháng 5 năm sau. Đây chị thấy này, các lứa hoa, lứa lụ nó sẽ gối tiếp nhau. Và hoa này thì cũng rất là dễ trồng và chăm sóc thôi, phù hợp với điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Cũng gần tới dịp Tết Nguyên đán rồi, anh chị có thể tham khảo thêm những cây hoa tùng tuyết mai này để trang trí cho khuôn viên gia đình mình trong dịp Tết đến xuân về anh chị nhé. Anh chị mà có nhu cầu mua cây, liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866 anh chị nhé. Để em giao cây tận nơi trên toàn quốc, mình nhận cây trước, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Nhân tiện đây thì em sẽ giới thiệu thêm với anh chị 5 cái loại hoa đẹp khác mà mình có thể tham khảo để trưng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đầu tiên thì đó chính là cây hoa trầm mi, thứ hai đó chính là cây hoa mộc lan, thứ ba đó chính là cây phong la đỏ, thứ tư là cây hoa anh đào. Sau đây thì mời anh chị cùng đi tìm hiểu đặc điểm của từng giống hoa, giống cây này nhé. Đầu tiên thì đó chính là cây hoa trầm mi. Từ ngàn đời nay thì vẻ đẹp của cây hoa trầm mi đã được người dân Việt Nam ta đánh giá rất là cao. Mỗi khi thấy hoa trầm mi nở là báo hiệu một năm cũ sắp qua đi, một năm mới sắp tới gần anh chị nhé. Hoa trầm mi thì nó cũng có rất nhiều chủng loại và màu sắc khác nhau. Cây hoa trầm mi mà em đang giới thiệu với anh chị đây, đó chính là cái dòng hoa trầm mi tứ quý canh kép. Loại này thì ra hoa quanh năm, các lứa hoa, lứa lụ lại sẽ gối tiếp nhau. Bông hoa thì có màu đỏ thắm, những cánh hoa đan xen lại với nhau rất là đẹp như thế này. Đường kính hoa dao động khoảng tầm 7 đến 8 phân, bông hoa thì rất là to, hoa nở bền đẹp từ lúc mới nở đến lúc tàn cũng khoảng tầm 2 tới 3 tuần đấy chị nhé. Thời gian chơi rất là lâu. Ngoài cây hoa trà mi tứ quý ra thì hiện tại nhà vườn Hồng Lâm có rất nhiều chủng loại hoa trà mi khác, ví dụ như là dòng hoa trà mi ngũ sắc, bông hoa có hình dạng búp sen, những cánh hoa có màu đỏ, màu trắng, màu hồng đan xen lại với nhau tạo lên một cái màu sắc rất đẹp anh chị nhé. Còn đây chính là cái dòng hoa trà mi đỏ cung đình. Cái dòng hoa trà đỏ cung đình này thì nó có form hoa tương tự với cái dòng hoa trà mi ngũ sắc, nó cũng có cái hình dạng búp sen như này, những cánh hoa màu đỏ thắm đan xen với nhau tạo lên một cái màu sắc rất đẹp cho dịp đầu xuân năm mới. Còn đây chính là bông hoa của cây hoa trà mi hồng thơm, những cánh hoa quan quan hình lợn sóng đan xen với nhau, ở giữa là nhị vàng. Đây cũng chính là cái giống hoa trà mi duy nhất hiện nay vừa đẹp lại vừa thơm anh chị nhé. Còn cuối cùng đây chính là bông hoa của những cây trà bạch anh chị nhé. Hoa thì có màu trắng thuần khiết và tinh khôi như này, trồng trong dịp đầu xuân năm mới cũng rất đẹp. Anh chị mà có nhu cầu sưu tầm những cây hoa trà mi này về trưng Tết thì liên hệ tới nhà vườn Hồng Lâm qua hai số điện thoại hotline Zalo là 0968 750 386 và 092 391 6866 anh chị nhé. Bên em thì giao cây tận nơi trên toàn quốc, nhận cây trước, kiểm tra rồi mới phải thanh toán. Hiện nay thì bên em có rất nhiều kích thước chủng loại cây hoa trà mi này, từ cây nó cao khoảng tầm 50 60 phân hay những cây trưởng thành cao khoảng tầm 1 m, 1,5 m. À, những cây to hơn nó cao khoảng tầm 2,5 m, 3 m đều có số lượng rất là nhiều anh chị nhé. Loài hoa thứ hai mà em muốn giới thiệu đến với anh chị đó chính là cây hoa mộc lan, một loài hoa mang cái đẹp rất quyến rũ đầy kiêu sa. Đây là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, những cây trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 8 tới 10 mét anh chị nhé. Tuy nhiên thì mình hoàn toàn có thể trồng chậu được loài cây này và giới hạn chiều cao sao cho nó phù hợp với khuôn viên gia đình mình. Bông hoa thì có hình dạng búp sen màu tím hồng như thế này, hoa nở cũng rất là bền và khi nở thoát ra hương thơm cũng rất là quyến rũ. Hoa mộc lan thì thường nở bắt đầu vào khoảng tầm giữa tháng 12 âm lịch, kéo dài qua dịp Tết Nguyên đán đến khoảng tầm tháng 1, tháng 2 năm sau anh chị nhé. Khi hoa nở đồng loạt thì anh chị sẽ có những cây hoa mộc lan khoe sắc rất là rực rỡ như thế này. Loài hoa thứ ba mà em muốn giới thiệu đến với anh chị đó chính là cây phong lan đỏ Nhật Bản. Lá có màu đỏ tươi, tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái phú quý, tài lộc trong dịp đầu xuân năm mới anh chị nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm thì những cây phong lan đỏ Nhật Bản trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 5 tới 6 mét. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước chủng loại cây phong lan đỏ này, từ những cây mini bonsai cao khoảng tầm 35 40 phân mình có thể lựa chọn để bàn, hay những cây trưởng thành hơn nó cao khoảng tầm 2 m 3 m, hay những cây lớn lâu năm như thế này nó cao khoảng tầm 5 6 m đấy chị nhé, đều có số lượng rất nhiều. Anh chị có thể tham khảo thêm cái giống phong lan đỏ này để trang trí khuôn viên sân vườn trong dịp Tết mang lại rất nhiều ý nghĩa chị nhé. Loại hoa thứ tư mà em muốn giới thiệu đến với chị đó chính là những cây hoa anh đào cánh kép của Nhật Bản. Đây cũng chính là biểu tượng của đất nước Nhật Bản đấy chị nhé. Bông hoa anh đào Nhật Bản thì có màu hồng phớt như này, bông hoa to, đường kính khoảng tầm 2,5 phân tới 3 phân. Hoa thì sẽ mọc từ những cái lá và mọc từ đỉnh ngọn mọc ra. Có những chùm hoa sẽ có khoảng tầm 5 tới 10 bông hoa chứ nhé. Một cái nét đẹp rất là quyến rũ.
Hiện nay nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước, chủng loại cây hoa anh đào này, từ cây giống nó cao khoảng tầm 1 mét tới 1,5 mét, hay là những cây trưởng thành cao khoảng tầm 3 mét, hay là những cây lâu năm nó cao khoảng tầm 4,5 mét 5 mét như thế này. Trên cây hiện tại thì đang có hàng nghìn nụ trên cây, hứa hẹn tới dịp Tết Nguyên Đán sẽ có những cây hoa anh đào khoe sắc rất là rực rỡ trong khuôn viên gia đình anh chị. Loài hoa cuối cùng mà em muốn giới thiệu đến với chị trong video ngày hôm nay đó chính là những cây hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên thì nó cũng có rất nhiều cái chủng loại và màu sắc khác nhau, có màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu trắng, màu cam. Tuy nhiên thì màu đỏ vẫn là màu sắc mà được nhiều người lựa chọn trồng nhất bởi vì nó tượng trưng cho sự may mắn, trồng trong dịp Tết Đầu Xuân về, nó mang rất nhiều cái ý nghĩa chị nhé. Cái hoa đỗ quyên này về hình dáng thì nó có rất nhiều cái hình dáng khác nhau. Thông thường thì chị có thể thấy những cái cây có dáng chi, tàn dù. Tuy nhiên năm nay bên em đã tiến hành nhập thêm một mẫu mới rất đẹp cho anh chị có thể tham khảo để trưng Tết. Đó chính là những chậu hoa đỗ quyên đuôi công anh chị nhé. Cái này chiều cao tổng thể nó khoảng tầm 1,1 m tới 1,2 m. Đấy chị thấy này, cây có 5 tầng tán và cái đuôi công thì nó dài khoảng tầm 70-80 phân. Trên cây hiện tại thì đang cho rất nhiều nụ nhiều hoa. Mình về mình thay chậu sang những cái chậu sứ thì sẽ có những cái chậu hoa đỗ quyên rất đẹp. Anh chị có thể tham khảo để trưng Tết hoặc là mình có thể làm quà biếu tặng trong dịp Tết. Nó mang rất nhiều ý nghĩa anh chị nhé. Hoa nở rất là bền tới khoảng tầm tháng 2, tháng 3 thì nó mới tàn cơ. Trên cây hiện tại thì có rất nhiều nụ nhiều hoa như thế này. Đấy, một trong những loại hoa mà hiện nay cũng được rất nhiều anh chị quan tâm để lựa chọn trưng Tết anh chị nhé.